vừa chuẩn bị lên võng nằm ngủ à. Sao phải giác cái tình hình vụ này sao vậy? Hai xít chạy lại đụng luôn chứ sao? Dạ. Giờ đang chạy gặp con lái rồi vậy? Ừ. Qua đâu đi thẳng luôn gặp quẹ. Không được là mình chơi luôn à. Không anh. Gặp lái. Có này. Để đi đục cái gì á? Chơi. Biết không? Hả? Biết lái đục chưa đó? Chưa. Chưa đâu, chưa tới cậu đâu mày. Mất da lại đó. Vậy. Cậu này không không? Thả mày không chạy. Mà sao nó dừng lại luôn rồi kìa? Quả vậy. Đứng ghe luôn hả vậy? Bớt ra cho mình qua mà không tính ông nó đi 26 27. Đây cái nhà đây là cặp cào nè, đang chạy viên nó qua lái nó hốt cái cào của mình. Nên em chuẩn bị đồ người, chuẩn bị chiến đấu. Thôi à, không nha, không ai chuẩn bị đồ người nha. Chạy luôn. Này quánh bể đầu đó. Em nhỏ anh làm vô mày không sợ mày đâu. Hút kèn kìa. Kè ra bóp kèn rồi cả nhà thấy không? Ủa má nó nghe mà nó không trả lời. Rồi sao nó biết nằm từ số nào quá? Biết. Nó tính dạng nó chạy. Tính dạng nó đẩy mà. Nó đổi số ghe lên luôn. Để tên ghe luôn. Không mà như là mình kêu nó nghe không? Nghe. Nói qua kêu cái đọt rồi đâu có tiếp nó kêu cái mình kể rồi đâu kêu nó. Nằm bên tầng số mấy vậy? Kêu quá nghe không anh hai? Kêu đó. E16 á. E16. Cặp ghe này ghe nào vậy ta? 94878 KG không có tên. Dạ, yeah, quốc trường. Hả? Quốc trường. Ủa E16 sao bộ ơi? E16 đó chị. Ghe nha. 94878. Hai tài công đang chữ lộn với nhau nha cả nhà. Chữa lộn với nhau. Hai tài công đang chữa lộn với nhau. Bên đó có 11 rồi à? Bên đó 11 rồi, quất luôn cả nhà ơi. Chơi luôn không? Tới 19 rồi là. Sao cho anh đẩy không? Quất luôn. Bây giờ khi nãy chiếc ghe, cặp ghe kia 94 mấy quên nó tiêu rồi chạy. Xíu nữa là quên lộn rồi nghe cả nhà. Cặp ghe là 94 mấy rồi chú bà. Hả? Số ghe quên quên tên nó tiêu rồi. Hồi nãy hồi nãy chạy lại. Hồi nãy mình kêu anh tài công mình đó, kêu bên đấy điện nó không nghe. Rồi nghe mình chạy lại mình hỏi tầng số máy điện nó, rồi nó hỏi bộ muốn đánh lộn cái gì. Giờ mấy thằng quỷ bên đây nó trốn tiêu hết trơn rồi. Xíu là tính được kêu chú ba xử hết trơn rồi đó. Có mình lên mình chứ có mình lên là em với chú ba nên không dám đẩy. Bệnh nó đông quá. Bệnh đông quá trời. Nghĩ sao đứng mười mấy người đứng cứng bon hết trơn mấy ông cô nội này nè. Này nè, xí la gì đâu không rất này nằm gút gút kìa. Còn thêm ông quỷ nhỏ nhỏ này nó xíu à. Đâu? Bởi tao không sợ quá vậy. Đâu? Đứng ở trên coi chạy đó. Tính là mình cầm cục gì gan rồi phóng qua bển là mình xử mười mấy nó luôn đó nghe cả nhà. Xong cái mình dính cả nhà cũng biết rồi đó. Nghĩ sao mình nhưng mà sợ mình phóng qua bển có qua mà không có về á. Đang kiểu sao đang chạy cào rồi nó chạy qua cái lái mình nó hút vô cái đục mình luôn rồi nó lại nó hỏi đến lộn cái gì nữa mà cái quốc nội này chỉ núp trong cái bo cái pin không à. Tính kêu chú ba coi hạ rồi đó mà chú ba nói có hai người chơi lại không. Thôi
chơi với mấy anh em, chỉ nói giỡn chơi cho vui thôi cả nhà. Thì hồi nãy có chạy lại thiệt, đến hỏi số tầng số máy điện đó, rồi nó hỏi bộ đánh lộn cái gì mà chạy lại. Mấy thằng này kiểu như là nó muốn chơi hay sao á. Người ta đang chạy cào gõ gàng vậy đó, rồi nó móc qua cái đục cá của người ta luôn. Giờ phải vớt lại cái trái phao để chạy nè, không biết cào có gách hay không nữa nè. Mà không biết cái cào có gách hay không nha. Phao mới gúng đi bể quá chừng luôn nè. Hai trái phao. Cào không sao thì ok rồi. Chiều nghe nhà bản số em đã đọc cho cả nhà nghe rồi đó. Chạy qua lái nó còn hỏi đánh lộn nữa hả? Tới đục mới biết được. Bởi phao rồi chứ không biết cào đâu, nằm ở trên cái giường phao à. Như mới vừa tới đây là mình chạy lại kẹp nè. Đây bộ lái nha, da cao này thấy yếu mực lại nha cả nhà. Nha. Cào yếu mực gì mà cũng tranh nhau mà cào nữa nè. Biển rộng bao la, hai chiếc chạy sờ nẹo với nhau. Chút nó quýnh lộn luôn. Ghê vậy. Chú bà tới nãy không thấy đông quá kìa, tới như hai bà thằng thấy cảnh nhau rồi. Phải không chú bà? Chú bà bắt con cái nóc con mở chú bà. Cái nóc. Cả nhà, cái nóc vuông nó còn nhỏ. Bánh long nha, này kêu bằng bánh long. Gì chú ba? Cái đó bán cũng ký cũng mấy trăm ngàn đó chú ba. Cái nóc vuông nha nhà. Cái nóc vuông chứ người ta thường gọi là cá bò hòn đó. Em thì kêu cái nóc vuông, còn ở đây kêu cái nóc vuông không ạ. Sống thả đi. Chú ba đang lụm mực để xẻ. Nói chung thì giả này thì mực nó cũng yếu rồi. Lên mực vừa
Thôi giờ em quay xe mực đi cả nhà. Hello cả nhà nha. Thì buổi tối nay cho em bắt cá để tí nữa em với cho em ăn mì cả nhà. Hai con cá bò da nè, với thêm một con cá ảo nữa nha, với một ít chim chép. Em với cho em sẽ ăn mì cả nhà. Tới tay luôn nha. Hello cả nhà nghe, thì khi nào mà mấy anh em làm gì xong rồi, nãy có nướng cá chuối nè, bây giờ mình điểm tâm nghe, chấm với tương ớt, ngồi đây nè. Cho cô Nam nó cầm máy quay đi rồi em với Khai Giác ăn. Tới luôn cả nhà, tới cá chuối cả nhà. Miếng này. Miếng cá chuối này. Lột cá chuối ra trước rồi cả nhà. Lột lắm cả nhà ơi. Con mắt này cả nhà. Cái này là nóng hổi luôn đó. Mà cả nhà bữa tối nha. Con mắt nè. Đó người thời gian rơi rồi.
cả nhà ơi. Bữa nay em ăn mì, nãy cho em có bắt cá bò da nè, với thịt này là thịt cá ảo á, thái ra nó mì với ít sầu đẹp nữa nha. Nhưng mà tô mì quá trời luôn rồi, tô mì toàn là cá vô à. Bị chặt hẹp một xíu. Chú Ba thì đang đợi ăn cơm. Chú Ba đang đợi đồ luộc ăn cơm nha. Đây. Thằng nhóc bên đây cũng ăn mì nữa nè. Ăn nghe tới nội mà. Tôi đâu vừa nữa. Chơi nguyên sâu luôn nè. Trời, cái này là thánh ăn luôn nè, cái này gọi là thánh ăn luôn nè. Tới luôn á Thành ơi. Đi biển được cái mình ăn đồ nó thoải mái lắm cả nhà. Cá đồ kia, mực này kia mình muốn ăn thì rất ăn thoải mái. Được cái là vậy đó. Rồi. Ăn hết không chạy? Hết chạy. Hả? Hai gói mà, sáu gói cũng không ăn hết mà, nó chỉ hai gói hả? Ủa, này còn hơn thánh ăn nữa nha. Bữa nào mà bảo thi sáu cái mì cho Thành ăn nữa nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đêm nha cả nhà ơi. Tới đêm khuya, tới Lý Tập Thẹo ăn nha cả nhà.